Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình giới thiệu với anh em một món hàng mình mua trên Lazada. Thì bên trong cục hàng này nó sẽ là một cái bộ lam xích gắn máy mài thương hiệu của Etop ha. Bây giờ cũng như thường lệ, trước khi anh em mua hàng, mình kiểm tra thông tin đơn hàng của mình nè, xem coi chính xác hay không nha. Tiếp theo thì anh em cứ kiểm tra xung quanh, coi cục hàng của mình nó có bị gơi gớp, da đập hay là mớp méo gì nha. Trong quá trình anh em kiểm tra đó thì anh em nhớ là quay video lại giống như mình như nè. Lỡ như mà mình khui cục hàng này ra mà nó có bị gơi gớt, hư hỏng trong quá trình vận chuyển, hoặc là shop người ta gửi sai, gửi thiếu phụ kiện cho mình đó, thì mình sẽ gửi video này lên cho shop hoặc cho Lazada để người ta giải quyết bồi thường lại cho mình. Có thể là người ta sẽ đổi cho mình một món hàng khác, hoặc là người ta sẽ hoàn tiền lại cho mình 100% luôn ha. Để mình khui ra xem coi ở trong nó có cái gì nha. Bên ngoài thì người ta quấn một cái lớp chống sốc nè, cũng rất là chắc chắn anh em. Bên trong chúng ta sẽ có một cái hộp thương hiệu của Etop. Cái này là hình ảnh của cái lưỡi cưa của mình nè. Đây mình thấy nó có mấy cái chữ nè, giống chữ Thái anh em, 11.5 inch. Xung quanh sẽ là những cái giới thiệu ha. Đó, thương hiệu Etop. Bên đây cũng vậy luôn. Và bên trong sẽ có một cái miếng giấy hướng dẫn nè. Trên đây thì nó sẽ có hình ảnh của cái bộ lam xích của mình nè. Thì nó có miếng đệm nè, rồi nó có con ốc nè, anh em cứ xỏ vô theo hướng dẫn rồi mình lắp cái lam vô là ok ha. Sẽ có là một cái miếng trắng bảo vệ nè, được làm bằng thép ha. Cái này thì cũng dày dặn anh em. Đây sẽ có một cái tay cầm bằng nhựa nè. Ở đây cái bịch phụ kiện. Và cuối cùng ở đây sẽ là cái bộ lam của mình ha. Cái này thì người ta đã lắp sẵn cho mình rồi. Vậy khi mà anh em mua về đó, chỉ cần mình lắp cái gon này nè với con ốc này vô cái máy mài của mình có thể sử dụng thoải mái luôn ha. Có thương hiệu của Etop nè, nó ghi là Chainsaw Converter New 11.5 inch. Cái phần chụp bên ngoài này nó được làm bằng nhựa nè, còn cái phần lam với lại xích á thì nó sẽ được làm bằng thép ha. Sẵn cái thước nè để mình đo thử xem cái chiều dài thực tế là bao nhiêu ha. Từ ở cái đầu nè mình đo tới cái đuôi bên đây nó tầm cỡ 40.5 cm. Cái chiều ngang mình đo ở đây nè nó là 7.5. còn khi mà anh em chỉ tính cái lam thôi á, tính ngay chỗ mà mình có thể mình cắt được á, thì mình đo từ đây nè ra tới ngoài đây thì nó tầm cỡ 28 cm ha. Thì có một cái bình để chứa nhớt nè, cái này thì nó sẽ châm nhớt tự động cho mình. Ở đây nó có một cái khung để cố định nè, và nguyên một cái cụm này thì nó sẽ được làm bằng nhôm ha. Cái này thì mình có thể là mình khui nó ra nè. Đó, đây thì những cái linh kiện như là cái nắp nhớt nè, những cái lục giác để cố định cái gon cao su để nó bảo vệ cái máy của mình nó không có bị chày nè, cũng khá là đầy đủ anh em. Thì anh em để ý là trên đây thì nó sẽ có hai con ốc nè. Anh em sử dụng những cái máy mà có kích thước lưỡi là 125 thì anh em sẽ sử dụng con ốc này. Mà anh em sử dụng những cái máy nó xài chuẩn đá 100 đó thì mình sẽ sử dụng con ốc này ha. Thì ở nhà anh em có sẵn là máy mài điện hoặc là máy mài pin đó thì anh em đều có thể là mình lắp vô cho cái này mình xài là vô tư luôn ha. Và ở đây mình có một con máy mài gốc thương hiệu của Detong nè, nó xài cái đá 100, động cơ không vỏ than, xài pin chung với chân Makita. Và con máy này thì nó xài cũng rất là tiện dụng và khá là mạnh luôn. Thì hôm trước mình cũng có làm một cái clip để mình review, mình test rồi mình bung nội thất toàn bộ con máy này ra đó. Anh em nào mà chưa xem mình sẽ để đường link ở trên đây, anh em cứ nhấp vô đó tham khảo chơi cho vui ha. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình lắp ráp cái bộ lam này vô cái máy xem coi như thế nào anh em. Đầu tiên thì mình sẽ gỡ cái miếng bảo vệ này ra ha. Cái này thì nó xài cái chuẩn bảo vệ nhanh đó, bởi vậy anh em chỉ cần gạt gì nè dở ra là ok ha. Để qua bên đi, mốt mình có xài mài hoặc là cắt đó thì mình lắp vô để xài cho nó được an toàn nhanh em. Tiếp theo thì hai cái đồng tiền của mình thì mình vẫn để vị trí cũ như nè, nhưng mà mình siết lại cho nó cứng lại ha. Xong rồi mình sẽ lắp cái con ốc này vô. Ở đây thì mình sẽ sử dụng con ốc nhỏ ha, lắp cái miếng này vô nè để nó bảo vệ cái con máy của mình, nó sẽ không có bị chảy, lại nó cũng làm cho con máy của mình nó chắc chắn hơn anh em. Trên cái lam đó thì nó sẽ có một cái lỗ hình lục giác nè, thì mình sẽ xỏ con ốc này vô trong cái lỗ ha. Mà nó phập vô trong ok vậy nè thì mình sẽ lấy cái miếng này để mình cố định nó lại ha. Đây xây vô vậy nè, đây xỏ vô. Ok, tiếp theo mình sẽ lắp cái miếng bảo vệ này vô ha. Cái này thì nó sẽ có một cái móc ở đây nè, mình sẽ xỏ đây. Trên đây nó có cái lỗ nè, con ốc dài nè, mình sẽ xỏ vô siết luôn ha. Tiếp tục sẽ là tay cầm của mình, đây nó có cái lỗ, dưới đây nó có một cái lỗ, mình sẽ xỏ vô ha. Cái này thì người ta thiết kế nó cũng có khuôn hết trơn rồi, bởi vì nhìn vô cái biết gắp liền à, rất là dễ ha nè. Rồi cái nắp nhớt mình sẽ lắp lên đây luôn ha. Và bây giờ mình sẽ đem cái bộ máy này ra ngoài sân để mình test sử dụng thực tế xem coi nó hoạt động như thế nào anh em. Và đây là cái bộ máy của mình nè, đã lắp thử cục pin vô ha. Giờ để mình test thử coi sao anh em. Thì con máy của mình nó có 3 tốc độ đó, anh em có thể mình tùy chỉnh bằng cách mình nhấn ở đây ha. Mở lên nè,
Chạy cũng rất là ngọt luôn ha. Thì trước khi mà anh em cưa đó thì mình sẽ tra cho nó vô đây một miếng dầu để nó bảo vệ cái lam của mình. Ở nhà anh em có nhớt xe máy thì nhớt mới hoặc là nhớt cũ gì đó, mình cứ tận dụng mình xài cũng ok luôn ha. Bơm vô đây một miếng đi, nửa bình là ok rồi anh em. Thì ở đây mình có một khúc gỗ mềm với lại hai khúc gỗ cứng. Đầu tiên thì mình sẽ test thử gỗ mềm coi sao nha anh em. Mình sẽ test thử gỗ cứng coi sao anh em. Thì nó nhỏ nhưng mà nó là gỗ khô anh em. Khá là ngon anh em. Dạ, ở đây sẽ là những cái đường cắt của nó nè. Anh em nhìn thấy nó cắt cũng rất là bén luôn ha. Đều tăm tắp luôn nè. Quá trời đã anh em. Ở đây thì mình xài cái máy pin, có thể mình di chuyển trước nhà hay là ra ngoài sau sân hay là ra ngoài giường gì đó, mình xài không cần dây nhảy lồng thông. Còn những anh em mà cưa cây cưa củi gần nhà đó, mình có ổ điện thì mình xài máy điện, nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều ha. Thì anh em nào có nhu cầu mua cái bộ sản phẩm này thì mình sẽ để đường link ở dưới phần mô tả, anh em cứ nhấp vô đó để tham khảo. Thì anh em nào thấy video hữu ích thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình ha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhấn vào nút đăng ký bên đây, nhấn nút cái chuông, khi nào có video mới anh em mình cùng nhau luôn ha. Anh em đã xem video, chúc anh em một ngày mới nha.